Chị nói lúc nào cũng sóng gió, lý do là chị chọn. Người ta đầu tư vô cho mình 50 tỷ mà nếu mình lỗ thêm 30 tỷ thì chẳng sao. Không biết rằng nó khó khăn đến như thế, lỡ phóng lao rồi á thì phải theo lao thôi. Mọi người nhìn mình rất là khác, kể cả những người thân nhất của mình. Gia đình tạo áp lực rất lớn nên nói mình phải đi ra thuê nhà trọ luôn. Mình cảm thấy rất là cô độc. Thì mình cứ lấy thằng sống mà người chết, riết mình chết gắt theo nó luôn. Con người ở Việt Nam mình rất là giỏi. Rồi anh đi dạy học chưa, gặp học sinh nào rốt như mày. Chương trình cà phê khuyến nghị của chúng ta bắt đầu rồi đó. Mà... làm gì trời, bắt đầu chương trình rồi mà còn xịt xịt cái gì? Ít nhất cũng phải nói cái gì? Đây. À là đang họa tôi đó hả? Đúng rồi. Họa đi. Rồi rồi. Tạo dáng rồi nè. Đó, rất là nét luôn á. Ừ, rồi. Ừ. Khi nào xong nói nha. Ờ, gần xong rồi, gần xong rồi. Ờ, chứ mỏi lắm rồi đó. Để nói gì nào. Nói đi. Gần xong rồi. Bây giờ có điều muốn nói nhưng mà nó không liên quan đến chương trình chút nào. Nói đi, nói đi. Bây giờ tôi đang rất là đói bụng đó. Đói bụng hả? Ừ. Hay là bây giờ muốn ăn gì, muốn ăn gì? Cái món ăn nào đó mà là nó phải vừa có khoai tây nè, nó phải vừa có mật ong nè, đó, rồi nó phải vừa có salad, mayonnaise nè, đó kiểu kiểu vậy, nhưng mà là tất cả mọi thứ là phải trộn vô hết nha. Cơm nữa được không, cho chắc bụng? À đúng rồi, cơm luôn cũng được. Ok, nhắm mắt lại. Đây cưng mở mắt ra, đây nhanh lắm nè, burger. Hồi nãy giờ là tao tưởng là nè. Đồ để mà chưng thôi. Nè, bức quả của bạn nè. Ê, quả được kiểu chibi hả? Đó. Dễ thương vậy. Ừ, đây, hôm nay á là thưa quý vị, cái đòi hỏi của bạn Diễn thì tôi biết rất là khắt khe. Bao giờ cũng đòi hỏi 1001 thứ hết mà rất là tham ăn. Nên á, hôm nay mình sẽ làm một cái món là burger cơm. Mà cái burger cơm nhân ở giữa thì nó có nhiều cái nhân đa dạng lắm. Khoan, cái gì? Khoan, bạn dẹp đi cái từ bạn làm. Ha. Thí dụ như nếu như bạn làm thì chắc chắn là nó phải có công đoạn, là có thời gian chuẩn bị. Chứ tự nhiên nhắm mắt lại hồ biến cái bùm xong cái ra cái burger vậy là sao? Nè, tôi chưa nói cụ thể, bây giờ là bật mí đi. Tôi làm mối, có nghĩa là cái người làm là người khác, nhưng mà tôi kết nối với chương trình. À vậy có nghĩa như là cái món này là sẽ liên quan với khách mời của chương trình đúng không? Đúng vậy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật rất là đặc biệt, chủ của thương hiệu burger cơm ăn no nê, đó chính là chị Tôn Nữ Xuân Quyên ạ. À, xin mời chị. Dạ, chào chị. Xin mời chị Hà Trinh. Nè, bây giờ là có một cái chuỗi thương hiệu về burger cơm. Cái này là ý tưởng là Quyên nghĩ ra hay sao? Dạ, thật ra đó là do bản thân em kết hôn cũng rất là sớm. Và cũng như rất là sau đó thì có con cũng khá sớm. Cho nên lúc đó thì mình phải lo rất là nhiều việc á. Từ lo buổi sáng cho con, rồi lo tới buổi trưa, rồi tới buổi tối. Nó nhiều cái việc rất là không tên. Cho nên lúc đó em mới suy nghĩ đó là bây giờ phải làm sao ra một cái sản phẩm mà có thể vừa đủ chất dinh dưỡng và cũng như vừa có thêm thời gian cho con. Thì chính vì vậy mà em mới vào cái nghĩ tới cái thời hồi mình cũng đi du học vân vân á, thì mình cũng lấy cái cơm hàng ngày mình nấu có một tuần một lần thôi. Sau rồi mình cuộn cái cơm lại, mình bỏ vô tủ đông, rồi cứ mỗi lần ăn như vậy thì mình lại lấy ra hâm nóng lại mà ăn. Nên lúc đó mình mới lấy cái chén cơm, mình bỏ cơm vô, mình dập ra, thì lúc đó mình xào nhân lên bỏ vô giữa, thì đó là cái mà gọi là cái bánh cơm burger cơm bây giờ. Wow, một ý tưởng rất là nhanh gọn lẹ. Trước đây chắc cũng phải là gần 3-4 năm rồi là trai biết có một cái cửa hàng là bán hẳn burger cơm luôn. Bán hẳn luôn, hình như là ở cái đường gì Nguyễn Văn Trỗi. Dạ đúng rồi, Nguyễn Văn Trỗi. Ủa là cái đó là của Quyên luôn hay sao? Lúc đó chính em là người set up cái cửa hàng đó luôn. Và set up luôn cả cái xưởng và xong mình bàn giao lại. Cái lúc đó thì Trang ví dụ như là ở tháng 3 đi, nhưng mà tình cờ trai có công việc, ta chạy ngang ngoài nữa, tới tháng 5 mà thấy nó dẹp luôn. Tại thời điểm đó thì cũng không có muốn bắt đầu và kết thúc như vậy đâu. Nhưng mà tại đó là do những cái nội bộ, khi mà mình đã chuẩn bị sẵn sàng, mình một bên thì muốn chuẩn bị rất là sẵn sàng về chất lượng là bên phía của em, và một bên đó thì không có muốn mà chỉ muốn marketing và muốn bán thật sớm, thì lúc đó mình mới chia sẻ đó là mình nên làm riêng ra. Đó là lý do vì sao mà em tạo thành thương hiệu Tôn Phan và bây giờ là Anone. Còn hồi trước thì họ tiếp tục quản lý cái nhà hàng, và đó là lý do vì sao mà nó đi xuống. Và sau 5 năm thì hiện tại bây giờ thì
Chúng em cũng đã bán ở tại hơn 300 điểm phân phối như là Bismarck, Circle K hay là Aeon, Giant, Maxi vân vân. Một cái bức chân dung sơ sơ đó là chỉ trong vòng vài năm trở lại đây thôi thì cái doanh thu của mình hiện tại ổn không, và cái con số mà mình bán ra burger cơm như vậy mỗi tháng là bao nhiêu cái ạ? Hiện tại bây giờ có thể là đang bán ở khoảng mức 5.000 cho tới 7.000 cái một tháng, và doanh số ở mức khoảng chỉ so với lại một công ty mà đã ra đời 5 năm thì với doanh số 2 tỷ là rất là khiêm tốn. À, cái một số lời đúng không ạ? Dạ, 3 năm nữa là mình tập trung thôi. Trước đó là mình đã chọn cái con đường là mở các nhà hàng, và cái việc mà mình làm như vậy nó dẫn tới là mình phải bắt đầu lại cách đây 3 năm một lần nữa, và mình phải làm lại hoàn toàn từ đầu cho tới cuối luôn. Và như vậy mình nói là 5 năm nhưng mà hành trình khởi nghiệp là chỉ khoảng 3 năm nữa lại đây, cho nó thật sự mà nó tạo ra doanh thu và dòng tiền và ổn định được chất lượng sản phẩm luôn ạ. Và cũng may đó là các cái bên Family Mart, Circle K, Bismarck hay là Aeon Nhật Bản cũng rất là tin tưởng sản phẩm của mình. Họ tới thăm và họ cũng ký hợp đồng với mình, dù đó là hợp đồng rất là dài và mất 2 năm để ký. Và tại sao bạn lại chưa hài lòng? Dạ, tại vì có những cái sự không có được theo như ý cũng muốn của mình. Nhưng mà thật ra tất cả đều là bài học của mình hết thôi. Đi học đại học hay là đi học thạc sĩ, tiến sĩ nó không bằng cái việc mở ra một công ty và mình lên, mình xuống chung với nó, học rất là nhiều thứ. Giống như ban đầu chúng tôi mở ra không phải chỉ một nhà hàng mà là 3 nhà hàng cùng một lúc. Và lúc đó đó là cái sự muốn phô trương hay như thế nào đó. Và dẫn tới việc đó là cái định tính khách hàng của mình chưa tìm hiểu thật là kỹ. Mình có sản phẩm tốt thôi là một việc, nhưng mà việc mà quản lý và việc mà phải điều hành cả một cái hệ thống, phải ra một cái burger cơm mà cũng giống như 1.000 cái burger cơm á, để cho ra cùng một cái chất lượng, thì nó là một việc hoàn toàn khác. Cái hộp này nhá, dễ dàng tìm thấy ở siêu thị, giống như cách mà mình mua những cái sushi ăn nhanh ở siêu thị với cá hồi ở trong. Thì sau đó thì có rất là nhiều nhân để lựa chọn, rồi có cái cách thức hướng dẫn rất là dễ dàng, Trinh cầm là Trinh hiểu ngay. Bỏ vào trong cái microwave làm nóng trong 2 phút 45 giây nhá. Sau đó là phải cẩn thận ăn mở ra vì nó rất là nóng nè. Rồi chúng ta sẽ ăn thật là ngon và chúc các bạn ngon miệng. Vậy thôi, đơn nhưng giản. Nhưng mà khoan, có một cái vấn đề này, tại vì nếu như mà là đặt trường hợp trai là một người tiêu dùng đi, là khi mà là bước vào một cái giống như là một cái cửa hàng bán, thì khi mà trai nhìn cái bao bì hộp như vậy là trai sẽ không nghĩ trong đó là nó sẽ có một cái sản phẩm như cái hình mà là bạn in ở phía ngoài. Trai sẽ nghĩ là chắc cái đó là để mình về mình xào nấu lại hay làm gì đó rồi nó mới ra thành phẩm như vậy. À, ý trai là vậy, mình làm cho trong suốt để thấy bên trong sẽ tốt hơn hay sao? Thì đúng rồi, tại vì cái này là ở cái hướng là tiện lợi và là cái cảm quan á, vô nhìn thấy là mua liền. Tất cả cái sản phẩm đều phải được đảm bảo từ trong ra ngoài, thì không phải cái burger cơm được tiếp xúc trực tiếp với lại cái hộp, mà burger cơm phải được bọc ở trong cái giấy gói hình cái phễu. Và cái giấy gói đó hiện tại bây giờ nó chưa có cái loại trong suốt, và chỉ có cái loại mà mình có thể màu trắng hoặc là chọn màu mà thôi. Thì cái giấy gói đó nó chịu được nhiệt trong vòng 2 phút 45 giây mà không có vấn đề gì và đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhưng mà thật ra bạn có thể giết người khi mà một trong những cái quy trình hay là cái sản phẩm của bạn không đáp ứng được an toàn ngay từ trong cái bếp. Đây là chị, cái mà em thắc mắc thiệt nè. Yeah. Em lật nãy giờ 10.800 lần không thấy cái thời gian bảo quản đâu. Ý là bây giờ cái này người ta mua về sao ta biết là đã hết hạn hay chưa? Tại vì đây là cái hộp mình mang lên làm mẫu, cho nên tất cả đều cái hộp mà mang ra thị trường đều có đóng đát ở trên này. Yeah. Và đát sử dụng nó từ 6 tháng ở trong tủ đông và 5 ngày ở trong tủ mát. Sắp tới nhiều sản phẩm sẽ còn ra nữa, tại vì đang ở trong cái quá trình cải tiến. Cái sản phẩm mà lớn nhất 3 năm trở lại đây là cái sản phẩm này. Hồi trước là mình chỉ có nướng bề mặt và có sốt thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ có từng một cái sản phẩm như là burger cơm gà sả lá chanh, thì cái sả nó sẽ nhiều hơn, cái cơm nó cũng sẽ được ví dụ như mỡ hành thêm vân vân, giống như chung với bắp nướng vân vân. Mình sẽ cải tiến lại chính cái cơm chung với lại cái nhân đó. Em cũng mong đó là một người mẹ, một người ba có thêm thời gian cho con cái, các bạn học sinh thì có thời gian để học thi, còn những người ở các bạn làm ở văn phòng thì không cần phải đi ra ngoài hay nắng nôi xa xôi để tìm, mà có thể thêm thời gian để ngủ trưa. Trinh vẫn còn đang hoang mang là nếu như một sản phẩm mà để trong tủ đông chừng 6 tháng thì vẫn mở ra ăn được ngon lành sau khi bỏ lò vi sóng, vậy nó có phải là đã có chất bảo quản hay không, hay là đó là chuyện bình thường? Dạ, hiện tại bây giờ là tôm phan hoàn toàn nói không với lại chất bảo quản cho tất cả các sản phẩm của mình. Từ cái môi trường làm nó luôn phải ở trong lạnh, và cũng như đó là
kể cả cái máy xay thịt hay là máy cắt thịt vân vân, thậm chí là cần phải bỏ vô trong tủ đông trước khi mà mình cho tiếp xúc trực tiếp với lại cái thịt nóng, để cho mình hạn chế tối đa cái sự tiếp xúc nhiệt. Như vậy đó là thịt từ khi mà mình làm cho tới khi mà mình làm hoàn thành sản phẩm, sau đó sẽ được cấp đông ngay lập tức và mình vận chuyển đông lạnh tới cho khách hàng. Và mình cũng yêu cầu siêu thị hay cửa hàng tiện dụng là hãy để trực tiếp vô trong cái tủ đông trước mặt mình, để mà sản phẩm nó luôn luôn được đảm bảo dưới 0 độ C. Mình cứ nghĩ tới giống như đó là cái cách bảo quản đi, thì coi khi là sản phẩm được làm mặn thì vi khuẩn sẽ không phát triển trong môi trường mặn, và hay là làm đường mứt thì vi khuẩn không phát triển trong môi trường quá ngọt về đường. Thì cái làm đông nó cũng giống như vậy. Làm đông là một cái phương pháp bảo quản mà nó sẽ giúp cho không cần sử dụng chất bảo quản mà nó vẫn giữ nguyên được chất lượng sản phẩm khi làm nóng lại. Liệu rằng á, là khi mà một cái miếng thịt mà mình đông nó đi rồi sau đó là mình đem miếng thịt đó mình ra mình nấu, liệu rằng nó có bị bở hay là nó bị mất chất dinh dưỡng hay là sao không? Dạ. Hiện tại bây giờ thì cái việc cấp đông là làm đông mà đúng cách nó sẽ không có gây ra cái việc ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm. Nếu như mà từ cái đầu vào khi mình chặn cái thịt nóng để gửi tới và mình cũng làm đông nó ngay lập tức, và mình cái phòng làm ra được ở trong cái phòng lạnh và khi làm ra cũng được cấp đông ngay, và khi đến tay khách hàng mình chỉ có hâm nóng lại thôi, thì mình sẽ có cái kỹ thuật để không cần chất bảo quản mà vẫn giữ nguyên được độ tươi ngon. Và em nghĩ đó cũng là cái xu hướng của sắp tới, tự vì cuộc sống sẽ ngày càng được bận rộn hơn và mình sẽ có được cái sản phẩm tiện lợi hơn. Và cái bài toán giải làm sao đó là mình ra được những cái sản phẩm mà không có chất bảo quản mà có thể làm nóng được ngay lập tức. Còn một cái yếu tố nữa Trinh nghĩ cũng không kém phần quan trọng so với cái việc mà nhanh gọn, đó chính là bổ. Dinh dưỡng mà không có thì dù cho có nạp bao nhiêu đi chăng nữa đó nó cũng vô nghĩa. Nên đó, thật sự mình có đảm bảo được là cái bánh nó nhỏ như vậy nhưng mà những cái thịt nè rồi rau nè là nó vẫn còn dinh dưỡng sau khi lấy ra khỏi lò vi sóng. Khi hâm nóng lại là 2 phút 45 giây thì mình làm nóng, và các bạn nên ăn ở trong ngày để đảm bảo cho cái vi khuẩn nó không phát sinh. Trên 5 độ C là vi khuẩn sẽ phát sinh, cho nên nếu mình đã làm nóng lại thì khuyến khích là mình nên ăn ngay để đảm bảo được cái chất dinh dưỡng nó còn ở bên trong. Và cũng như cái miếng cơm á, 2 miếng cơm gộp lại thì nó sẽ bao, nó cầm khoảng 1.5 chén một ngày, nó không có một bữa ăn, nó không có quá nhiều, nó cũng không có quá ít. Còn cái nhân ở giữa thì mình đủ cho 100g vừa thịt vừa rau, thì mình hy vọng đó là cái sản phẩm đó nó đủ cho một bữa ăn của các bạn. Các những bạn nam thì có thể thích ăn nhiều hơn thì mình có thể thử 2-3 vị, còn bạn nữ thì hiện tại bây giờ đang có thể sử dụng 1 vị. À, một cái hộp như vậy là bao nhiêu tiền Quyên nhỉ? Dạ, hiện tại bây giờ đang dao động từ 24.000 cho tới 33.000 tùy vào cái sản phẩm. Nhưng mà bên công ty của Tôn Phan của bên em thì luôn có làm cả các thực phẩm chế biến sẵn nữa, cho nên nó là 3 dòng thương hiệu chung: The Burger Corner, xúc xích tươi Mama với lại Burger Cơm Anone thực phẩm chế biến sẵn. Và các cái sản phẩm đó nó dao động từ 10.000 cho tới 40.000 luôn, chứ không phải chỉ riêng là dòng sản phẩm Burger Cơm Anone. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đến với chương trình có mang rất nhiều bánh hamburger, hamburger cơm. Và chúng tôi có rất nhiều vị ở đây, nhưng vị gì thì chúng tôi khoan nói, tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến trò chơi. Coi như là mình không quen biết cái cô gái này đi ha. Ok, trong siêu thị người ta hay giới thiệu như vậy mà. Thôi xin trực tiếp vấn đề là bây giờ có ai muốn lên thử sức với trò chơi là mình ăn cơm đoán vị được không ạ? Nói chung mà cái trò này không tốn sức. Dạ, chỉ cần ăn và nếm thử. Đúng vậy, chỉ cần ăn thôi. Chị Quyên biết là đó là vị gì thôi. Đây, rồi xin mời bạn. Nãy giờ thấy bạn cứ đá lo nghe muốn lên mà giả bộ khoanh tay ngoài. Lên đi. Trên bàn có 3 cây bút và Trinh có 3 tờ giấy. Lát nữa là chúng ta sẽ ăn nhiệt tình vào một đoán thử nha. Một bạn nữ xinh đẹp nhé. Thôi bây giờ là ta chọn luôn, xin mời bạn. Đừng sợ, lên đi em. Bạn ơi, chịu khó làm quen với bóng tối tí xíu nhé. Đó, mình chỉ cần mở ra thưởng thức và đoán thử đó là vị gì thôi nhé. Còn đây là của bạn. Bạn nhắm mắt lại đưa cho bạn nè. Bây giờ bạn có cái gì đồ ăn là có trai à? Đây, nè, ăn đi. Em nữa. Rồi, đây, đã mở rồi nha anh trai nha. Đây đây, chị mở cho. Đâu rồi? Cái đầu ở đâu Trinh? Chỉ cần thấy là nó có cái mùi, có cái mũi thì làm không gì phải. Mình ngửi sao mà mình ăn. Phải cho người ta biết cái nào cái đầu, cái đầu cái đít chứ. Nó bây có giờ là... nước sốt rồi là gì không? Không, có không, bị nó chảy là tiện không? Dụng à, như tôi cắn giấy luôn hay sao á. Mở giùm đi. Dạ, rồi, em mớm nhanh ăn luôn rồi. Đó, rồi đó. Ha ha ha.
tôi biết ông này không hay ăn lắm mà phải tịch thu lại. Lắm đúng là được bỏ được mắt ra. Theo bạn á thì cái món mà bạn vừa ăn có cái vị thơm thơm đó. Giỡn hoài thì chỉ biết nó là cái burger thôi. Chứ mà ăn cho cố vô bao nhiêu 10.800 món ở trên thế giới mà giờ hỏi ăn cái món gì vừa ăn không biết luôn. Ai bị không cho người ta ăn hết. Không hỏi trước rồi bên đây đi, ông suy nghĩ về tội lỗi của mình đi. À, em vừa ăn món gì? Dạ bò. Bò có sốt gì không? Teriyaki. Teriyaki. Ờ hay lắm. Chuyện nhà thì nhát, chuyện chú bác thì lo, rồi mới ăn món gì? Burger. Cơm. Rồi đứng đó đi. Xin chào bạn. Dạ. Bạn có biết mình ăn món gì không? Dạ là bò. À, cũng bốn chân luôn mà không phải bò. Heo. À đúng là con heo rồi, nhưng mà heo vị gì á? Bao nhiêu vị á? 1, 2, 3, 4, 5 thì nhiêu vị? À... 4 vị phải không? Tiếng Việt có con heo 4 vị nữa. Heo ngũ vị phải không? Dạ đúng rồi anh, lại anh luôn. Rồi xong. Bò teriyaki thì có rồi. Heo ngũ vị cũng có luôn rồi. Còn có cái con này chắc chắn phải khác hai con kia. Đó là gợi ý đó. Rồi nói đi. Con hai chân đúng không? Đúng rồi. Con khủng long. Không, nó giỡn thôi chứ ăn là mình biết rồi. Rồi, đó là món gì nè? Nó là con gà. Yeah, nhưng mà gà là xuất vị gì? Nãy giờ mình ngồi mình bàn là nát cái bàn đó rồi đó. Là sao tôi biết được vị gì bà chị? Nãy giờ hỏi cho cố vô. Chị đó, chị ngồi, chị Quyên, chị kể cho nghe là cái món gà đó phải trộn cái vị gì. Trời đó, cái trái gì chua chua đó. Cái trái gì chua chua là cái trái sơ ri. Còn không thôi thì là trái me. Đó thì nó cũng là chua chua, đúng không? Mà cái này thì để coi cà ri thì nó không phải chua rồi. Mà cái vị gà này á là nó thơm lắm. Chứ bây giờ gà gì hết nó gà xả chanh ông nội ơi. Gà xả chanh đúng rồi không? Tôi khổ quá. Có cái mùi chanh trong đó mà. À dạo này. Ủa đi về hết rồi. Khổ thiệt vậy đó. Thôi cho ổng càng khéo tay để cho anh. À, chị Xuân Quyên, cái thử thách hồi nãy á, thật ra là một cái game vui nho nhỏ, một cái trò chơi để thử thách khán giả thôi, nhưng mà đồng thời cũng thử thách luôn nhân vật khách mời đó. Tại vì em thấy cũng hơi băn khoăn khi mà các bạn bịt mắt lại, các bạn ăn thì cái vị của các cái món ăn nó lại bị lẫn lộn với nhau, nên các bạn không biết được là mình đang ăn cái món gì, thì đây có phải là một điều mình trăn trở hay không? Đó lý do vì sao mà sắp tới trong 2 tuần tới bà đã hoàn thành xong rồi, chỉ là launching lại sản phẩm một lần nữa cho renew lại cái sản phẩm cũ, nhưng mà nó với cái vị đặc trưng hơn, rõ rệt hơn với từng cái loại rau củ khác nhau, chứ không phải đó là cùng một loại rau củ. Vì trước đến nay là chúng tôi tập trung vào trong cái quy trình để đảm bảo cho ra được cái chất lượng cho nó đồng đều, thì mình sẽ đi về cái cách để làm một cách nhanh nhất và một cách hiệu quả nhất, đặc trưng nhất. Bạn có nghĩ là cái quá trình khởi nghiệp của mình á, nó quá vất vả so với những gì mình tưởng tượng hay không? Rất là vất vả, nhưng mà nó đáng. Lẽ ra đó là không cần phải trả những cái giá lớn như vậy, nhưng mà chúng ta học được rất nhiều từ cái việc khởi nghiệp. Và chúng ta không nên khởi nghiệp với cái trào lưu, mà khởi nghiệp nó mang tới cái tính sáng tạo. Ngay cả trên ghế nhà trường hay là ngay cả các bạn đang làm việc hiện tại bây giờ, hãy suy nghĩ về cái sáng tạo là làm sao cho nó hiệu quả hơn. Khi nào sản phẩm nó đáp ứng được nhu cầu, và rồi mình lại tìm hiểu thêm thông tin để mà về marketing nó làm sao. Mình cứ thu thập thông tin đi, học thêm một lớp cũng được. Rồi hoặc là bán hàng bây giờ như thế nào, kế toán ra sao. Hãy tập hợp tất cả những cái thông tin đó để cuối cùng các bạn ra một cái kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. Như vậy nó sẽ tiết kiệm được cho các bạn rất là nhiều tiền. Nếu các bạn mà khi làm ra mà không sẵn sàng, các bạn sẽ phải mất hết toàn bộ cái số vốn mà mình đã bỏ vô, và rồi 2 năm sau bạn sẽ phải khởi nghiệp lại nhưng mà với số vốn âm. Thì như vậy cái việc chuẩn bị sẵn sàng nó tiết kiệm cho bạn rất là nhiều thứ. Bạn có thể chia sẻ về cái lần thất bại nặng nề nhất của bạn cho tất cả chúng tôi được nghe được không? Đó là cái việc đóng cái cửa hàng, cái nhà hàng mà mình đã mở ra. Từ vì nhà hàng thì mình đặt ở những cái vị trí đắc địa Nguyễn Văn Trỗi, hay là đặt ở Nguyễn Huệ, đặt ở Phạm Ngũ Lão vân vân, thì mình đặt ra những cái vị trí rất là đắc địa, và ở đó thì họ có 50-50% là họ muốn cái sự tiện dụng, nhưng mà còn lại 50% khách hàng họ sẽ muốn ngồi xuống, họ muốn một cái bữa ăn dùng muỗng dùng nĩa, và họ có thời gian. Đó là những người mà có thời gian chứ không cần quá một cái sự tiện lợi, thì mình cũng đáp ứng được. Mình đáp ứng được các món như bò bít tết hay là mì xào mì vân vân, tất cả các món Pháp Úc gì mình đáp ứng được. Nhưng cái sản phẩm mà mình chủ lực mình muốn giới thiệu tới khách hàng là burger cơm á, thì nó lại bán khá là chậm, nên là khá là lép vế. Đúng rồi. Và tại thời điểm đó thì mình cũng quyết định dừng nó vì 3 lý do. Thứ nhất đó là vì cái mặt bằng nó sẽ càng lúc càng tăng lên.
cái thứ hai nữa là mình muốn tập trung vào trong chất lượng kỹ càng hơn nữa, chứ không chỉ là bán thôi, cứ bán thôi. Và cái thứ ba nữa đó là mình chuyển sang mô hình B2B để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Những thành viên ở công ty cũng có được ngày chủ nhật hay là lễ Tết nghỉ ở nhà, chứ không phải đó là lễ Tết rồi mình bỏ con, gửi con sang nội để mà đi bán hàng. Nhưng mà lúc này chị có nhắc đến một cái cụm từ đó là lẽ ra nếu như mình biết những điều đó sớm hơn thì đã không trả giá đắt như vậy. Thì cái giá đắt là đắt như thế nào đối với chị? Đắt đó là cái vốn bạn bỏ ra. Có thể khi mà mình mới bỏ ra mình cảm thấy mình cũng có rất là nhiều vốn, mà mình chọn đường sai và mình không có đủ các cái thông tin, mình không đặt vô tiền vô trong cái đúng, mình không trả cho đúng, mình không trả cho cái marketing research, tức là cho tìm hiểu về khách hàng của mình, họ thật sự là mong muốn sản phẩm nào nữa, họ thích đa dạng hay họ thích chỉ một sản phẩm. Mình chỉ có cái sản phẩm tốt thôi thì nó cũng chưa đủ. Hũ xạ tự nhiên hương á, một cái thời đó nó qua rồi, nó còn có những cái quản lý và nó có những cái về quy trình, về cái marketing nữa. Nói chung là cái vấn đề khởi nghiệp ngày nay nó không còn là vấn đề là cứ làm đi vì ước mơ, vì tuổi trẻ, vì ý tưởng và idea nữa, mà đó là một cái hành trình phải có những kế hoạch bài bản, phải có sự giúp sức của rất nhiều những cái phương tiện như là marketing, kế toán, hành chính, nhân sự, những cái bộ sậu phân tích, và tất cả đều dựa trên cơ sở dữ liệu, những con số thống kê cụ thể, thậm chí là dự đoán tiên tri doanh thu và lời lỗ như thế nào, càng chi tiết ở 0,000% thì càng tốt. Dạ, và đúng. Đó là những gì chị rút ra. Ngoài ra thì chúng ta còn rút được những cái kinh nghiệm gì trong quá trình quản lý cái con đường từ ý tưởng cho đến thành phẩm và chinh phục để mà làm hài lòng khách hàng trong dịch vụ? Mình biết cái câu đó là sản phẩm của bạn như thế nào là do cái người chủ của họ như vậy. Thì sản phẩm đó ngon, chất lượng thì nó cuối cùng nó đến từ cái người chủ đó cam kết cái chất lượng hay không. Và cái vấn đề mà người chủ đó họ có cam kết về cái trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng làm ra một cái sản phẩm ngon hay không. Tại vì làm ở trong bếp á, mình rớt một cục thịt xuống không ai thấy hết. Nhưng mà mình phải học cái cách quản lý và cái truyền cảm hứng được cho nhân viên để truyền được cái văn hóa cho công ty. Đó là phải trung thực và phải đặt cái chất lượng lên. Nếu như mà các bạn hàng ngày các bạn không ăn được sản phẩm của các bạn làm ra thì làm sao mọi người ăn? Cho nên cái đó là cái mà mình phải nhắc với lại nhân viên hàng ngày. Làm ra sản phẩm nào mà gia đình bạn, chính bạn ăn, bạn thích nó thì làm. Nấu ăn như là chính gia đình của mình ăn thì hãy bán. Những cái khách mời trước của tụi em á, khi mà em trò chuyện thì họ cũng kể rất nhiều về những cái sự khó khăn khi đầu tư trong nước, về sự hỗ trợ của các cái điều khoản pháp lý, bộ luật, thì họ cảm thấy vô cùng không hài lòng vì việc cảm giác bị cô lập. Thì mình có cảm thấy chặng đường đó gian nan với vấn đề khởi nghiệp không? Dạ, nói giỡn á thì không, nhưng mà nói thiệt là có. Thì mình nói thiệt rất đi là... đây mà nói giỡn đâu. Ở đây lý do vì sao, có thể bạn ở trong ngành công nghệ thì các bạn sẽ được hỗ trợ nhiều hơn, nhưng mà bạn ở trong cái ngành khác công nghệ thì hiện tại bây giờ nó đang ở trên văn bản thôi, chứ nó không có ra cái thực tế. Mình ví dụ thôi, như bảo hiểm xã hội thì mình làm nó không có được cái sự hỗ trợ cho khởi nghiệp, hoặc là ủng hộ những doanh nghiệp khởi nghiệp hãy đăng ký bảo hiểm xã hội cho tất cả nhân viên, không có chính sách hỗ trợ đó. Nhưng mà bảo hiểm xã hội cũng là một cái cục khoản tiền khá nhiều mà bạn phải chi ra hàng tháng nếu bạn cũng có những nhân viên gắn bó lâu dài. Nhưng mà chính nó cũng làm thành gánh nặng cho mình sau này khi mà mình lựa chọn cũng không có đúng. Đó lý do vì sao mà cách đây 2-3 năm là mình khởi nghiệp lại, nhưng mà với số vốn chỉ có rất là thấp âm. Và cũng như đó là bảo hiểm xã hội mình nợ, chia sẻ thẳng 100 triệu tiền bảo hiểm xã hội không thôi. Chỉ cho là nhân viên. Tiền bảo hiểm xã hội không thôi. Và người ở lại thì người đi, đúng không? Đúng. Cho nên khi mà, nhưng mà tại thời điểm đó cái vấn đề đó mình tự tin vào cái tương lai của mình và mình làm ra được dòng tiền hàng tháng. Nhưng mà bảo hiểm xã hội không có cái chính sách để hỗ trợ cho khởi nghiệp, mà họ sẽ muốn ngay lập tức có một cái khoản tiền ngay, trả ngay và luôn, không thể nào mà di ra hàng tháng được, là cái nhất. Cái thứ hai nữa, đôi khi có những cái chính sách như vừa mới rồi là cái phí kiểm dịch. Thì cái phí kiểm dịch của, nếu mà các bạn không biết, thì cái phí kiểm dịch là cái phí mà bạn trả cho bên thú y để mà có thể kiểm dịch những cái sản phẩm bạn bán ra cho siêu thị. Nhưng mà 3-4 năm trở lại đây thì phí kiểm dịch khoảng 20.000 thôi. Nhưng mà tại tháng 11 năm 2016 cho mình một cái văn bản và phí kiểm dịch 200.000 một lần. Và khi mà mình hỏi, gửi đơn lên hỏi Bộ Tài chính thì chưa có bất kỳ câu trả lời nào. Bạn cứ hình dung bình thường là mình sẽ kiểm dịch khoảng chừng 10 lần trong một tháng. 20.000 x 10 thành 200.000, đùng một cái nó thành 2 triệu. Là 24 triệu một năm.
Thật ra khi mình chia sẻ thì không phải bức xúc đâu, mà là do mình chỉ muốn chia sẻ để cho các bạn trẻ khởi nghiệp có thể biết được đó là thật sự mình đang làm như vậy, chứ mình không ở trên trời và bảo các bạn hãy cố gắng khởi nghiệp đi. Nói chung là chúng tôi rất là cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn của bạn, bởi vì đó mới đúng với cái tinh thần của Cà Phê Khởi Nghiệp. Tất cả cái gì cũng phải thẳng thắn hết thì là chúng ta mới có thể đúc kết được những cái bài học cũng như là kinh nghiệm cho cái vấn đề khởi nghiệp của mình, đúng không ạ? Thật ra mình cũng nên bày tỏ một chút thái độ, bởi vì khi mà tất cả mọi người đều giận dữ hoặc là tất cả mọi người đều cảm thấy là không thỏa đáng thì sẽ có một sự thay đổi nào đó. Nếu có vấn đề gì thì Cà Phê Khởi Nghiệp như là một cái cầu nối thôi, để mà kết nối giữa những người làm ăn và các khán giả và các bạn trẻ nữa. Cũng mong muốn có cái sự đồng lòng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hợp sức với nhau. Và cộng đồng bà mẹ bỉm sữa cũng sẽ ủng hộ Tôn Nữ Xuân Quyên, bởi vì từ một bà mẹ còn rất là trẻ, tay thì ôm con, còn tay thì lo việc nhà, đủ thứ việc không thể kể đến tên, và cảm giác như là mình bị cô lập giữa khỏi thế giới, đúng không? Và đã tìm được cái đường đi, dù là không biết cái doanh thu, cái lợi nhuận này có hài lòng bạn hay không, nhưng ít ra thì Trinh thấy bạn đã tìm được một cái tình yêu khác, và hy vọng là những cái tương lai và những dự án sắp tới sẽ mang cho bạn thêm nhiều ý tưởng và nhiều nguồn năng lượng tiếp tục đi tiếp trên con đường khó khăn này. Cảm ơn chị Hà Trinh. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều vì tham gia chương trình. Vừa rồi là một cuộc trò chuyện rất thú vị cùng với Tôn Nữ Xuân Quyên của thương hiệu Burger Cơm Ăn No Nê. Hy vọng quý vị sẽ nhớ đến thương hiệu này. Còn bây giờ thì Ngọc Trai, Hà Trinh và Xuân Quyên xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Đừng quên Cà Phê Khởi Nghiệp thứ 2, 4, 6 trong khung giờ 7 giờ đến 7 giờ 30 nhé. HTV7 nha. HTV7.